Bài 9. Phát triển các cấp độ tài chính để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Có bao giờ bạn tự hỏi, con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp phải trải qua ra sao? Bản thân đang ở đâu trong thế giới đầu tư tài chính vậy? Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, bên cạnh việc am hiểu kiến thức, bạn cần xác định được mình là ai và đang ở cấp độ nào, từ đó có lộ trình đúng đắn để phát triển. Trải qua 8 bài học trước, chắc hẳn bạn đã dần xây dựng được cho mình rất nhiều kiến thức tài chính hữu ích. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng đi tìm hiểu 7 cấp độ tài chính để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cấp độ 1. Những người không có gì để đầu tư. Những người này không có tiền để đầu tư. Họ thường tiêu hết những gì mình kiếm được, thậm chí còn tiêu nhiều hơn. Những người này thường không có một kế hoạch tài chính cho riêng mình, cho nên việc tiêu xài với họ trở nên không kiểm soát. Cấp độ 2. Người đi vay. Những người này giải quyết vấn đề tài chính của mình bằng cách đi vay mượn. Các hoạt động tài chính của họ là vay chỗ này, đập vào chỗ kia. Mặc dù họ cũng có một số tài sản, nhưng số nợ nần của họ lại quá nhiều. Phần lớn là vì họ không có kiến thức về tiền bạc và thói quen chi tiêu của mình. Bất cứ thứ gì họ có được, nhà, xe, v.v. đều có các khoản nợ đi kèm. Cấp độ 3. Những người tiết kiệm. Những người này để dành một khoản tiền nhỏ đều đặn. Số tiền này có độ rủi ro và lợi nhuận thấp như để yên một chỗ, hay gửi tiết kiệm ngân hàng. Những người này thường tiết kiệm để tiêu dùng hơn là để đầu tư, ví dụ như mua nhà, xe, nghỉ mát, v.v. Cấp độ 4. Những nhà đầu tư khôn ngoan. Nhóm này có ý thức rõ về nhu cầu đầu tư của bản thân. Nhìn chung, họ là những người thông minh, có nền tảng học vấn. Tuy nhiên, họ thiếu kiến thức về đầu tư tài chính hoặc không có sự tinh vi chuyên nghiệp của giới đầu tư. Ở cấp bậc này lại có 3 nhóm người khác nhau. 1. Nhóm người chỉ biết bỏ tiền vào kế hoạch nghỉ hưu hoặc giao hết tiền cho chuyên gia kế hoạch tài chính. 2. Nhóm người có sự tìm hiểu và họ biết cách thức đầu tư, nhưng bản tính đa nghi. Họ thường chỉ nhảy vào thị trường khi có chứng cứ rõ ràng, đủ thuyết phục họ ra quyết định đầu tư đúng đắn, mua ở giá thấp, bán ở giá cao. 3. Nhóm người không có quy tắc đầu tư nào. Thay vì cần phải học hỏi, hiểu biết, thì họ chỉ quan tâm tới những mánh khóe trong đầu tư. Cấp độ 5. Những nhà đầu tư dài hạn. Những người này biết rất rõ tầm quan trọng của đầu tư. Họ chủ động tham gia vào các quyết định đầu tư của mình. Họ thường có kế hoạch đầu tư dài hạn giúp họ đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Nhóm này thường đầu tư cho việc học hành của mình trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư thật sự. Họ nắm chắc lợi thế của hoạt động đầu tư dài hạn và quan trọng nhất là họ biết tìm kiếm tư vấn từ những nhà kế hoạch tài chính lão luyện. Cấp độ 6. Những nhà đầu tư tài chính tinh vi. Những nhà đầu tư này chỉ có thể cố gắng tìm kiếm thật nhiều chiến lược đầu tư lớn và mạo hiểm hơn. Lý do là họ đã có thói quen làm việc với tiền rất tốt, có một nền móng tài chính vững chắc và có những hiểu biết về đầu tư. Họ có một thành tích chiến thắng liên tục, có một bề dày kinh nghiệm rút ra từ trong quá khứ. Những nhà đầu tư này được gọi là chuyên nghiệp bởi vì họ có dư tiền, có một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp mà họ tự tay lựa chọn và một kỷ lục chứng minh thành công của họ. Họ có thể lắp ráp các khoản đầu tư khác nhau thành một mối đầu tư lớn. Họ nhảy vào thị trường khi người khác nhảy ra, họ thường biết khi nào nên nhảy ra. Ở cấp bậc này, một chiến lược thoát ra còn quan trọng hơn chiến lược nhảy vào. Họ rất rõ ràng về những nguyên tắc hay những quy luật của chính họ về đầu tư. Họ có một kế hoạch và những mục tiêu cụ thể. Cấp độ 7. Những nhà đầu tư tài chính thực thụ. Rất ít người có thể đạt được cấp độ này. Ở Mỹ, cứ 100 người thì chưa đầy một người là nhà đầu tư thực thụ. Những người này có thể cùng lúc tạo ra một cơ hội kinh doanh và một cơ hội đầu tư. Mục đích của những nhà đầu tư thực thụ là tạo ra nhiều tiền hơn bằng tiền, bằng thời gian và tài năng của người khác. Họ là những người khuấy động, góp phần làm cho nước nhà trở thành cường quốc tài chính. Bất cứ ai có mục tiêu trở thành nhà đầu tư bậc 5 hay bậc 6 đều phải phát triển kỹ năng của mình trước hết ở bậc 4. Nếu họ không có những kỹ năng cần thiết của nhà đầu tư bậc 4 thì chỉ là một người đầu tư bậc 3, tức là một kẻ cờ bạc không hơn không kém. Cuốn sách Dạy con làm giàu của Robert T. Kiyosaki có đoạn người cha giàu nói với con trai rằng: "Con không thể dạy cho ai trở thành một nhà đầu tư lão luyện, nhưng một người nào đó có thể học hỏi để trở thành một nhà đầu tư đích thực." Chỉ bạn mới biết bản thân đang ở đâu và cần làm gì để học hỏi, phát triển và vươn lên. Bạn đã sẵn sàng trải qua các cấp độ đầu tư này để trở thành nhà đầu tư tài chính thực thụ chưa? Đón xem các tập tiếp theo vào 20 giờ thứ 2 và thứ 6 hàng tuần bạn nhé! Nhấn đăng ký kênh và bật nhận thông báo để kịp thời đón xem những video mới nhất từ Phim Hay bạn nhé!